Hello cả nhà Dạ, ơi, bây giờ là buổi trưa nên Khoa tranh thủ sẽ giới thiệu đến quý vị món cơm sườn nha. Món cơm sườn ở Mỹ, một cái dĩa cơm này á, nó trị giá là khoảng 20 đô. 20 đô mà bây giờ đô của mình là, can you open the door please? Dạ, 20 đô và bây giờ thì Khoa nghĩ là tiền đô là khoảng khoảng 2 ngàn. Milan, good insight. Come inside, Milan. Where are you? Đó, quý vị thấy một cái dĩa cơm sườn như vậy trị giá khoảng 10 18 đô nha cả nhà. 18 đô là hơn gần 4 18 đô 360, khoảng 400 gần 400 ngàn tiền Việt Nam mình nha cả nhà. Đó, sẽ có chả nè. Có bì nè, Milan. Có chả nè cả nhà ha. Chả trứng nè. Đó, rồi có luôn cả cái này gọi là giò giò với là chả cá, họ sẽ làm cái này ha. Rồi sau đó sẽ làm thêm giống như là nem đó, bay về nem. Với lại đây là lạp xưởng nha, đây là lạp xưởng và đây sẽ là tôm. Đó, đồ chua và nước mắm mặn chua ngọt. Bây giờ Khoa sang review. Có miếng sườn nữa, miếng sườn to lắm. Miếng sườn to như vậy nè, mà hồi nãy Miu lên ăn rồi. Khoa mới kịp review nên thành ra Khoa đã để cho Miu lên ăn rồi. Thì bây giờ Khoa sẽ ăn cơm cho quý vị xem nha. Đây, rất là ngọt nhé. Bây giờ Khoa sẽ ăn cơm. Đây, dĩa cơm sườn nha. Đây, dĩa cơm sườn là quý vị ngập mặt luôn nha quý vị nhé. Ngập mặt luôn đó. Đây. Đó. Có tôm nữa nha quý vị, để có tôm nữa nha. Có tôm nha. Tôm này là chả. Mà miêu lên. Nem á quý vị, nem nem nướng. Miêu lên, where are you? Okay, be careful. Yeah. And có lạp xưởng nha, bây giờ con sẽ ăn thử cho cả nhà ăn nhé. Mary, you wanna try some, Mary? What's that? Rye Vietnamese rye. It looks good. Я не сказал, что ничего не изменится, изменится нормально. Yeah. Нормально. You have food? Ừ. Все порядка. Rất là ngon nha quý vị. Ngon lắm. Я просила какие-то уступки пойти, он ни на что идти не хочет. Я очень надеялась, что он вчера спал. Đây họ làm là dưa leo quý vị ha. Họ làm dưa leo như là dưa bắp cải chua chiên. Rất là ngon. Con nhỏ lúc mà nhỏ mẹ thương lắm, sáng nào ngủ dậy mẹ cũng nói con đi xuống dưới chợ ăn cơm đi, con đi dưới chợ ăn cơm đi. Ngày xưa có cơm của bà Sốn ở trong quê ngoại á, ở dưới quê ngoại bà Sốn là nằm ở trong giống như nhà, đi khoảng 3 căn 4 căn là tới chợ. Thì cái chợ đó đi sâu vô trong là có một cái bà Sốn chuyên bán về cơm sườn. Thì bà Sốn bán rất là ngon, cơm sườn rất là ngon và sườn ướp á quý vị, rất là mềm. Đó nên mỗi lần mà về bên đó hay ăn cơm dì Sốn. Rồi sau đó hay mua bì về nhà làm bún bì ăn hoặc là cơm bì ăn. Rồi sau này nữa thì có cơm nữa, cơm dì thò ở trong đường Triệu Ẩu, ở đường đường Triệu Ẩu kế bên nhà thuốc đó. Oh my god, ngon lắm quý vị, rất là ngon. Nên thành ra mỗi lần về Việt Nam hay ăn cơm lắm, cơm sườn nha. Mấy chục năm rồi vẫn còn. Có dịp nào qua về Việt Nam á, Khoa sẽ review cái cơm sườn cho quý vị coi nha. You have food, Mary? Okay. А, до этого я ему позвонила вечером на FaceTime позавчера. Точнее, я попросила его позвонить на FaceTime, если он еще не... Nem này giống như là nem nướng để ăn bún thịt nướng đó quý vị. Nó sẽ gồm cái này là hộp cơm thập cẩm nha. Đây là hộp cơm thập cẩm. Oh no no. Miêu nè. Ну что,
почему ты хочешь? Почему ты хочешь звонить на фейстайм? Ты меня проверяешь, я синхронно. А я просто, не знаешь, соскучилась за тебя. No. Chào quý vị. Em đang ngồi ăn chứ. Cái bà nghe cái tiếng chó bên sát cái nhà kế bên, cái bà chạy qua tại vì cùng lầu đó. Qua đang review cho YouTube. I review for my YouTube channel. Oh my god, Milan, you make me scary. No. Tao bắt cóc em rồi sao? How much is that? Oh my god. Hello. I found my YouTube last night about the baby. Uh-huh. 2500, look it now. Wow. They love it. Yeah. That's great. Yeah. Yeah, don't get paralyzed. Did you see Marisa? Oh my god. Một phần cơm như vậy đó quý vị là khoảng 18 đô, là khoảng gần 400 ngàn của Việt Nam mình nha. Em làm anh giật mình luôn á Milan. You make me so scared. Tuần tới Khoa sẽ làm một cái YouTube. Rất nhiều người Mỹ và nhiều người trên trong nước khác như Filipino nè, rồi Russian, người Liên Xô, nhà Filipino, Philippines với lại người Mông Cổ. Khoa sẽ làm một cái clip cho tất cả quý vị xem nha, để xem họ ăn thử đồ ăn của Việt Nam như thế nào. Ok. Chị ăn rồi chị nằm yên giùm em đi nha, chị đừng ngủ quậy quá, em sợ chị quá. Ok. What's up? Oh, ăn đuôi nhỏ, còn thịt cho em. Hồi nãy em ăn nguyên một miếng sườn bự luôn đó quý vị. You want to try some? Let's have. We have rye over there. We have rye over there and fish sauce. You can take some food in here if you want to try. I'll try. You want to know? Take the rice. You see the rye on there?
No. Take a bowl. Put some rice. No, the bowl inside. Take some rice. Yeah, take a bowl here. Clean it and come here. And when you sit down here, join with me and tell Vietnamese how is Vietnamese food. Cơm sườn. Can you repeat to me? Cơm sườn. No, 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 no. It's not that. Cut the cup. Ok, cả nhà đợi chứ xíu nha. Em lấy cho cái cô bé Philippines này một miếng cơm nha. Okay. Bây giờ sẽ là Mary nha cả nhà. Mary sẽ đến ăn cơm sườn nha. Sister Mary. Take the rice. Come here, sit down here. Sit down here. This Mary nha quý vị. This Mary. Hi. Mary sẽ thử cơm sườn nha. Okay. So what are we having today? I give you some pork. Mm-hmm. Yes, looks like a ham. Mm-hmm. And, it looks like a ham sausage. Yeah, it looks like sausage. The French tip. Looks like hot dogs. Mm-hmm. Hot dog, yeah. Okay, and this one. Khoa giữ cái muỗng, đầu muỗng làm nha quý vị. Đây. Okay, take this one. Take the, this one. This one is egg. And mud. Lay the mud. Is this like egg bouillon? Mm-hmm. No, egg and some meat. Mm-hmm. And they have like green onion and some like something like mushroom, yeah. And you can take some fish sauce right here. Ooh, no, take a new one. Take a new one. We have the fish sauce over there. Okay, and right now, quý vị sẽ xem Mary ăn nha. Okay, Mary, sit down here. Eat and let the people in Vietnam know about my food, okay? Okay, let Mary try nha, quý vị. I'm trying a sample. Okay, sit down here. Oh, we have the spoon here. We have the spoon. And I... This is good. Here, no, no. I want really good the picture. Okay. Không có dĩa nha, quý vị, nên thành ra là cô ấy phải ăn đỡ. Okay, right here. Be careful the fish sauce. Okay, try it with the fish sauce food in there and review it. I've had fish sauce before. Really? Yeah. It's okay. Really good. It's salty though. Mm-hmm. Là cô ấy nói là cô ấy đã try nước mắm hồi đó rồi. Hồi đó cô ấy có ăn một lần nước mắm rồi. Giờ ăn nó rất là vị, nó rất là đậm đà nha quý vị. I'm gonna mix a little bit of everything in one bite. And she nói sẽ lấy hết tất cả các thứ để ăn cùng một lúc nha quý vị. Okay. Mary can eat, walk out. Mullen, she cried. She said that she will take everything and she will eat one time. Okay. And let me know how was it. Is it really good or no? I want to see your mouth. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Good or no? Hello. Hello. Really doctor. Good. It's kind of sweet too. Yeah. So, how's everyone doing today? Cô ấy hỏi là cả nhà mình có khỏe không á? Yeah, Vietnamese, they always relax and they live with the good food in Vietnam. I tell her, I nói với là người Việt Nam mình rất là vui vẻ và rất là cuộc sống rất là thoải mái với lại thức ăn và nhà cửa Việt Nam mình nha. I really like this sauce. Yeah. It's like a little sweet and salty at the same time. Ok cả nhà ơi, rất là ngon nha, you love it. Mm-hmm. Ok, future, Khoa sẽ mua, tương lai Khoa sẽ mua cho cái một phần nha cả nhà. Và bây giờ, say bye và xin chào cả nhà nha, bye bye. Xin chào.